rương là bông nâng chân bàn thà trong bàn xua chai sạc cát học chân của bạn cho tới sự phía to cho bôi nâng của chưa bà đoạn chân bà thà ở không cam tìm được riêng tay anh ta nôm đồng nâng xem xem chung từ đó vào một cái điện tập thảo báo bây ở phương cao bị chả nà thà ta nè nà khó nè nà trâu bà 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 chết là nào mới cắt cái đây thay đổi đi trai để nó khó thế bà con ta chiên đầm nắng nuông từ đo vào một cái là thao bá đập bay nuông như bây giờ là thao tá để nó khó để nó trai được phản ứng đây đi ai xoay như là ná cứ xoay được chất mình nè ở đầm lại từ bà hay không niêm tu thiền ấm còn phơi chặt chia cái chợ đi bà chấm miên ruột xay mình nè quạt chia kêu bằng riêng quạt nơi không sự cắt bẹt thay lắm bà hay trai ban ở nhà thô sự cắt cho tới chu đây chỗ này phải chỗ bao nhiêu bà đây nó quạt ban an thác quạt ban cục cơ can cáp tăng pin năm mà quan bằng bộ đôi cao sấp bằng mà lên bà thôi sự máy đó ở toàn miếng phơi thì phơi với tông của toàn miếng phơi cả số của toàn miếng cứ được phơi lung được không chắc về được phơi lung được hết quạt ban xong tè quạt xong tè nơi chỗ nơi chỗ bao nhiêu được tiền đó bàn tay đó về sự máy cao mà đi đi tập thao ba rồi có đôi chia cả xuống xa thì nặng cá non miền thưa play lên play từ khổ đó là bị tông muối hay được play muối tiết đó play cả xu chúng thử chu cháo rồi còn tổ chúng tôi chu nắng môn đập bóng cứ khi cam sân bờ lẹ khủ đang hao vậy cục rồi đập về hay ở nhà thơ cho từ thưa play quát của ban bò ra chúng tôi chu nắng môi cái nặng đập bay tục ai thì thưa xuân tục ai ở nhà thơ sẽ cắt thưa xuân bắt tay nắng này đập về hao mình tay bắt nắng lục trai sẽ cắt nó quát trong giờ ở mỏng quát trong giờ chúng tôi xuống quát được ở chấp ban thì bắt đây quát tràn chẳng hai ba quát thác quát can cặp đây cái lại nông tăng bị năm mà bò mới cao sấp rưỡi ấy lục trai sẽ cắt từ tại lái thay nên từ trong ban đây chỉ bao chú đại để chỉ đây cầm sợi bao quát đâu vừa quát ban an tha sẩm bách ban lược hơi để ra cục cơm đây lại na bị làm cho nằm lại đây đào miên son để phết đào miên phơi hàng sáng cứ sọc cho bao bao quát nâng hành chân quát thác quát mình tham mình ao tê quát ao đây quát mua chấm luôn bả sẩm thua xuồn bả ta khang sẩm cắt nơi tại tiên tiết trong ban lược bị nằm và sự cắt tiếp tiêm tia đầm bay bây giờ một cố rư co tiêm tia đầm bay bây giờ sao thì nè sự cắt nắng cọt ban an hoặc là ta cọt phơi nít cứ đầm bay bây giờ sao thì nè thế còn giờ tật phơi xuống đầm bay hay bây giờ tiết phơi xuống nữa đầm bay cà pít tia bao quạt này trước khi ông xua môi thà bà do tư tưởng óc bà sẵn tiếp đọc đầu tia cọt ta cọt prom giờ bà lớn các ta bơ sơn chỉ mình là tập tiếp tinh tia cọt tới ở hai chiếc tia nắng mà bà lo bà quán thôn đấy nè ở sân chỉ quán lúc bạn ai đang bài thực tung hai sớm hơn ô bà ấy bắt ra à chỉ mong chú bà quán đấy quán đặt thông được họ lụa quán lụa được họ còn là máy nữa bà đặt lụa xem có nói soạn đây hai chỉ buôn mai chỉ mong chú lắm hai chai cắt còn trong mà buôn mai còn tại tháng tiền bà trong hai bàn quạt cho tới nó quạt hai chai chỉ cắt cùng riêng cùng hai quạt ấy giang mạch giang ma luôn cứ thà sọc khuôn bàn giang thảo bánh con đây nát tiết ô trời bom ôn trời gì mà ớt con trò nâng hai chân vừa đo mà trời hai cầm riêm bánh và chia bớt à nâng ớt trời thầm mà dương thì tôi score hai bẹp than lục trai sẽ cắt quạt phơi đập bay vào sao tiền nè đập bay vô thì phơi suốt ở sát hay tiếp tục cà phê tiền phải chia bớt không bà ta đây nó quạt bạc không lo chú hỏi bà hay chân trong trong đang tham bởi vì chia chun trọng đăng ở nước và một đề thả ba trọng đăng thả tá bong say chia nhẹ kêu bằng riêng nước quạt để dây để biết mách xong ao operator chui chặt sầm lấy quạt càng strong tí bằng bạn xong chơi mà bạn nhưng mà đua tăng cài cốt đâu bỏ cầm cài cốt đấy cha nhưng mà bị sáng nhưng thơ kêu bằng riêng nhưng nơi liu cái ở trái đầy tê nhạc men của xa bản màn nhưng xong mà khai cái xong mà tinh kê nó mà rúa nơi lụa tịch tôi cả năng đam được đó bay to nhưng thay còn ấy tôi chú chào tôi đó cái đạp la tầm nãy nhưng đạp tới thời xuống thì mục tịch tới sát hay nhưng nơi kháng khối tôi bằng ai mưa tiêm tia vô tia tia kháng khối tia bọc này tia nhưng bằng ai mưa to mà mỏ hồ hú tia nhưng mà chú tia nhưng chào mà ủa phải là cái mà nhưng lương tay chụp bẹt cái mấy cái ăn phố hôm nay cái thứ ba nhưng mà cái ăn miên lôi lôi cái hộp cao tôm cái này là bán này nhưng mà ยังมาแล้วมาไอ้ครับเป็นต้นเตียงยังเจ้าเรียนด้วยจะหายละมวยนั่งยังแพ้บอกไอ้จะหายเป็นเตียงปักมันกำลังเก็บมาเอาไปสิประมาณเนี้ยบอกเลยแต่ให้ก็เบียดจัดบอกเตียงโผล่นั่งมาเกิดดอกรุ่งนั่งเมื่อเคยดอกไปสมีนาบดดอกยังเล่นค้างไอ้บันเตอร์เหมือนยังจะอัดนี่เนี่ยนั่งกินอะไรเรียบปุ๊นั่งมาส้มยังไม่เรียบนั่งบอกส้มยังทำเอาได้เรียบก็เรียบเจ้าบอกงอดลอยได้เอาไหนเธอส่วนถึงนั่งเตอร์ดักปลาเตอร์บอกนั่งคอยให้นั่งเรียบให้แสงเล็กค
bảo nhân cho.
ยมาเอาเวลาสมบทเรียนคาเตอร์ยังเทอมบกสมดายสัตว์เบิกซันอย่าขยมสมมันสลายสมดายดาพลาสมดายเตให้กอดเธอใจสังกัดไอ้กอดแต่เจี๊ยโซสลับตาเนี่ยเฮกาหมอรู้เรื่องขยมมาคายสามสิบไงหรอเตอร์เกมเมอร์ไอ้ขยมยังก่อนนึกคนไอ้นั้นสัวแล้วบนอย่างมีชื่อคนไอ้อัพโยลอยเตบอมาได้ยังเกยโยลอยได้เกิดการบันทึกยังตายนะบองอ่ะเกยโยขยมดับดอลลาร์เกยโยขยมดับพรามดอลลาร์เตประตูได้เปโรซีគេជួយណាខ្ញុំសម្ដេចឲ្យជួយខ្ញុំរឿងទីលំទៅនេះសួរបើគេចេះមករោរឿងខ្ញុំសម្ដេចថា5ឆ្នាំមានចិត្តបើខ្ញុំនៅតាមពីកាយគាត់ខ្ញុំជាគ្រូមករូបឲ្យបើក្រម្លឹងម្លឹងឲ្យចៅសង្កាត់ធ្វើបាម្លឹងម្លឹងខ្ញុំរួតដើម្បីអីបាទចាខ្ញុំបបាក់មែនតើខ្ញុំយំក៏យំមិនចាញ់ណាស់ខ្ញុំមិនដឹងទៅខាងណាទេបងព្រោះខ្ញុំរួចខំតែព្រឹកខ្ញុំសុំសេចក្តីសុខហើយខ្ញុំស្រឡាញ់សម្ដេចខ្ញុំធ្វើសួនឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណឹងអត់ចង់បានចង់បានរបស់ខ្ញុំតោះហើយទៀតតែប្លង់ទៀតតែសបតែគាត់នឹងទៅម្លែងទេគាត់អត់មានជួយវិជាពលរដ្ឋបើខ្ញុំក៏អ្នកធ្វើការគាត់គួនណាស់ដាក់សបតមកហើយខ្ញុំណាបងទៅទៅគួរខ្ញុំសម្ដែងគួរបងឲ្យឲ្យប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនបាច់សុំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានចិត្តដល់ធ្វើទៀតនឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទៀតក៏បានដែរបងតែខ្ញុំអត់លុយណាខ្ញុំថាទ្រាំសិននៅមានលុយធ្វើទៀតដល់អពើគេថាំងគេខាន់មានលុយធ្វើថាំងបើខាន់មានលុយធ្វើអូនឯងធ្វើមិនខ្ចអ្នកមកធឿនគេថាបងឯងឲ្យប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណាហឺបាទចាំមិនអីលោកបារាគ្រាន់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយក្តុកក្តួលើគាត់នោះនៅតាំងពី90បាទតាំងពីឆ្នាំ90ទសវត្សរ៍ទី90មិនដឹង90តាំងពីផ្លូវទាំងពីខ្សែអត់ទាន់មានបាទហើយខ្ញុំស្ដាប់មកហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ត្រង់ថាគាត់បរិច្ចាគអ្វីដែលចំណៃទៅស្កាត់ចង់បានហើយស្កាត់ចង់បានហើយហ្នឹងហើយតោះហេតុអីបានគាត់នៅតែទៀមទាវាចង់បានច្រើនជាងបាទចង់បានច្រើនជាងទៀតបាទចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងសួរថាទៅដោះដូរឲ្យគាត់បាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវទីផ្សារឥឡូវតម្លៃដីប្រហែលហ្នឹងហើយមិញលោកគីតាថាបានប្រហែលជា500,000អូខេយើងចរចាជាមួយគាត់ពី500,000នៅសល់450,000អញ្ចឹងទៅបាទណាដើម្បីគាត់យក100,000ទៅទិញផ្ទះគាត់យក100,000ទៅចែកចាយកូនចៅគាត់គាត់ជាគ្រូបង្រៀនបាទគ្រូគាត់ជាគ្រូបង្ហាត់កូនចៅរបស់លោកអ្នកទៀតគាត់ជានៅក្នុងភូមិនៅច្បារអំពៅហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ជាគេថាអ្នកគ្រូម្នាក់បាទអ្នកអប់រំម្នាក់ហើយដល់គាត់អ្នកអប់រំហើយបែរទៅជាធ្វើការសេរីភាពទឹកចិត្តគាត់ដែលអប់រំដែលអប់រំសិស្សានុសិស្សនេះនៅកន្លែងណាឲ្យគាត់យល់យ៉ាងម៉េចផ្ទះគាត់ធ្លាប់នៅប្រសាសសម្ដេចតេជោគាត់មានប្រសាសដល់តែ5ឆ្នាំឡើងទៅបាទមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញអញ្ចឹងបាទហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យលោកតាបញ្ចេញមតិឥឡូវលោកបារាយដែរមិនទេគាត់ថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើសភាពគាត់ផ្ទាល់គាត់ថាគាត់អត់មានកម្លាំងចិត្តទៅបង្រៀនសិស្សទៀតទេនេះព្រោះគាត់ចង់ទៅបង្រៀនប៉ុន្តែបែរជាអាញាធរទៅគៀបសង្កត់គាត់ចឹងអញ្ចឹងគាត់មានកម្លាំងចិត្តឯណាទៅបង្រៀនសោះទៀតត្រឹមតែសុំច្បាប់សុំច្បាប់អត់បានទៅបង្រៀនទេតើគាត់អត់បានទៅបង្រៀនខាត់ឯណាខាត់ឯណាខាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាពិសេសកូនអស់លោកមួយចំនួនធំដែលស្នាក់នៅក្នុងច្បារអំពៅហ្នឹងមិនចឹងបាទបើគាត់នៅបង្រៀននៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅហ្នឹងហើយគាត់បង្រៀនក៏នៅក្នុងខណ្ឌហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បង្រៀននៅភូមិប្រែកថ្មីអេទោះបីបង្រៀនហ្នឹងដែរហ្នឹងសំខាន់គាត់មានតួនាទីមួយជាគ្រូបង្គោលមួយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់បង្រៀនបានសិស្សកូនក្មេងប្រហែលជា30នាក់ទៅ50នាក់នោះក្នុងសាលាឯកជនអឺសាលារដ្ឋបាទបើគាត់អត់បានទៅបង្រៀនត្រឹមតែអត់បាក់លុយឲ្យគាត់ប៉ុន្តែខាត់បងកូនអស់លោកប្រហែលជា30 40នាក់នោះបាទអត់បានរៀនអត់បានរៀនលោកគិតទៅលោកគិតថាប្រយោជន៍រួមឬក៏ប្រយោជន៍សាធារណៈឬក៏ប្រយោជន៍បុគ្គលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបបន្តិចចុះបាទអ្វីដែលចំណោះជូកដែលលោកស្រីគ្រូបង្រៀនគាត់បានប្រទានទៅឲ្យខាងសកាត់ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំឃើញថាដូចជាសំរុំដែរហើយអញ្ចឹងគួរតែទុកអាប្រហែលជាខ្ទង់3 4ម៉ែត្រទុកឲ្យគាត់ដាក់ធុងកកលក់ទៅហើយគាត់នឹងរៀបចំអាផ្លាកដែលថាមានផ្លាកស៊ីម៉ងមួយដែលដាក់ថាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោណាគាត់នឹងលើកយកប្រដាក់ខាងមុខឲ្យបាត់ឲ្យរំលឹកឲ្យឃើញថារូបរបស់សម្ដេចហ្នឹងបាទប៉ាណូរូបរបស់សម្ដេចក៏មានតែហ្នឹងហើយអំណោយរបស់សម្ដេចក៏មានតែខាងក្រោមទៀតគាត់ថាគាត់នឹងរៀបចំឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងគួរតែឲ្យគាត់ទៅបាទ
công tử trong ban ấy thơ xuân thông bên những lái liên tục lái khá ở quạt đặt thông được gọi bao quạt bỏ hòm đó bà hơi trong ban nhau hơi quạt ban nhau hơi trong ban đây hu bà đôi chia sẻ lạnh đây hu đôi sẻ lạnh đây hu hay bữa ở này này cứ bực bội ở nó cứ ra ở nhà thơ đặt đặt bay cam pi khá là đây chứ anh bà và lớp đọc bây giờ thơ xuân hay thơ hay tiết bà tục áp là khá khối ở quạt đặt thông được gọi tới bà đó sẽ ngay tới quạt lướt lạ mà ban sẽ ăn tiền hay quạt trâm rằng cắt sao cho con miếng tù gì mà mệt bà quạt 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 bởi tam bong sấy quạt miếng sao thật thơ quạt ấy quạt ô cột bạc giang ô ọt bá đây bong ôn trong trăm chỉ nè nè sa po miếng nè mình đai cho nhau nè và mát mười người bị chia bỏ đi chẳng bong ôn đại cầm bong tam tan xe sơn á bà miên phiếp anh yêu thì thôi chồng phu mình thấy chồng phu bốc cô nè rồi bà phẩm mát chỉ vứt bao lúc nè xong áo cái nè đâu dương đường kho tới đó là thẹn đất nông riêng chùm hiếp riêng chùm hiếp mình trai vẹp con ớt trắng thế mà chẳng sao mà tôi lúc gì ta bảo mát chỉ vứt khiêm khiêm miên sức nâng chùm hiếp đó mình trai rứt có khiêm miên sức bắt đằng mà chẳng bà dưới ca bia sức bao chiếm bà nên anh bảo mát khiêm thật bia mày cả lấy đi cả lấy đây bảo con ruột nữ sao sập năm thả hơi bà con ruột nữ mình sao sắp năm đi thở mà tăng càng sắp bà quan mới càng sắp mà bà càng sắp pì pòn chứ mà phải chín năm bà pì pòn đó pì pòn đập ra phải bảy chín năm ấy bà phải chín chín năm ấy bà phải chín chín năm ao con run nơi tư bà có paul ao con run nơi bà có một robot chỉ việc cam bà quan tư hai quan chia kêu bằng riêng quan bằng riêng nên nó có bởi sự chỉ sai quan bằng riêng quan tham quan bằng riêng cái căng tăng pì quan nơi cả bóng bà hay soi sầm cắt nó mày chẳng quan tiên câu quan không ai chỉ câu quan ban đã quan dây đã trong ban đây trong ban đây hu quan tham sẽ có quan lương lên đã phục bờ lục trai sẽ gắn năng ban sẽ có quan một cái ri ro thời bà tiếp dứt thì thoa chun nhẹ kêu chia kêu bằng cô bỏ xa xa này xa đi bà con ruột nữ tăng pi năm pi mà con vừa rồi cài sập mấy bà tăng pi chạy sự cắt hay rồi còn toàn cài thôi một tay gì bà an chân đài bà chạy sự cắt đứa thức mày thật bà nơi trong trong bàn hô hay thằng nát lốp chia chạy sự cắt sập bắt đây dương trà mưa xua khang bà khăn bà trong rương đi dương mình đăng tha lục trai sẽ cắt quạt pra atipol và panan thiết tế bên ta của sự chia chia cầm nứt bọc sống này đấy nơi cầu chia cầm nứt bên này chiếc hang nơi nơi chung vinh cả tha cua tại cái ao bên nâng vô bên nâng tư bà cầm cho bàn mà một tiền bà của xuân những ai phơi bán đấy xuân và bên nâng xong rung hơi bà nên ai cầm cho bàn đây bà quạt tiền hai pet pon cả đấy đi chân trong đăng tha lục trai sẽ cắt quạt bọ sai mọc đó tu tu chẳng nào lúc bà xong bây mất rong chăm sắp bà operator chui chặt sầm lấy như bao lục trai giật cắt rồi chưa phù hợp chưa sắp tính mới bà đã lư lư ông chưa phù hợp đăng thà ở vây đây và sao bao trai giật cắt đâu hiền là cái hiền mày lúc trai giật cắt ở bạch mấy vậy bà kho bị tụ tụ thiền âm tới á bà nâng ấy bây giờ bộ rốt còn bàn rì ca mọc trong tha kháng lô cho tới chú ở đây sẽ nơi chúng mọc chú nâng khát bỏ lô cơ này bà vâng bà nó giả mạch đấy luôn á bà bỏ đây bỏ khót đây bỏ rốt à tế đây xa thiền nạ bỏ rốt thì đây xa thiền nạ bỏ rốt cắt một nơi bà nè bà dương màu khổ dương có ạ nè vô tha quạt mình chiều lùm nơi tha nó dương có mình cũng mong thai quạt trừ cái order quạt thủ thử ở trên đây bà sẽ còn là tha môi chùm luôn ná sẽ xa tục à đôi chìa bị xét trong thì một chút nâng viên thiệu hòa cho nên nó lắm viên cổ phong nó làng phí á nè bà còn khuyên trẻ với bà hơi dương con ta viếp tới kia xuân vinh thì một chút nâng bà đồng bây kia thoáng nâng viên trong phạt lại thường bà nâng ngay nhóm khơi ai đại tự chúa nè bà này chẳng riêng thử hiệp tí trăng nâng là à quát thử cho thông được có quát quát nè có mà sao mấy trong đủ hứa có đặt băng à ông nào ấy lấy đại tự chúa được bà nâng ngay khơi nói nâng ngay bông tùm rám quênh khổ ông pha đừng hông bông tư nhạc tạ lũ phi nâng băng hút tùm đại tạ tung kiết trong cái đá múc tùm đại kiết chẳng được khổ mặt bàn tí mùi tí tí tiết quát tay anh ta có bài này hà phê là khi bằng hít lâu bay học bằng bố là lâu cái xu dương nắng bà xong mà quát hữu hữu thì xo ra mà ta ấm là bình cơ châu là cục khả nạp lấy gọi tổng bà tí tí ca là cái ạc thì vót thức lâu bệ tông thằng khổ chắc quát tí tí nắng chùm hiên bà
បាទគាត់តាក់លូនៅផ្លូវលូអាចហើយយើងទៅសុំអង្វរគាត់ថាឥឡូវលូក៏លូចុះយើងនឹងចាក់គម្របឲ្យមាំឲ្យទៅជាផ្លូវសុំឲ្យខិតជាងតិចអត់សុំបាទអញ្ចឹងគាត់បង្កបញ្ហារហូតបាទរៀងស្ទះអានេះបើនិយាយទៅថារៀងស្ទះការអភិវឌ្ឍរបស់សង្កាត់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងអត់តន់ត្រូវទៅធ្វើឲ្យប្រទេសប្រដាពោះហេតុទេយើងគ្រាន់តែសុំអាដីចមោះជ្រូកប្រហែលជាបណ្ដោយ5 6ម៉ែត្រហ្នឹងបាទដើម្បីយើងយកមកអភិវឌ្ឍធ្វើស្អាតដើម្បីជាគំរូមួយដើម្បីគាត់ឃើញឲ្យជាសភនភាពសម្រាប់លំនៅឋានគាត់បាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកចៅសង្កាត់រូបរាងសង្ហាមុខរាងចិនចិនបន្តិចបាទមិនចឹងទេបាទឃើញថាចិនមែនបាទផ្នែកគាត់តឹងមែនបាទផ្នែកគាត់តឹងគាត់ខ្ញុំជឿថាអាយុគាត់ដូចជាមិនលើសយើងទេអាចប្រហែលជា30ជាងបាទឬក៏ល្បាក់ខ្សែជាងតោះបាទថាចឹងថាចុះបើទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រូគាត់50ជាងនេះគាត់50ជាងហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំឃើញថាដូចជាមានរូបមិនគាត់មានប្រសាសន៍ថាដាក់ទង់ជាតិបាំងមុខសម្ដេចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់យល់គាត់ចង់និយាយថាបងស្រីគាត់យកធុងសម្រាមធុងអីហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងមុខហ្នឹងបាំងកន្លែងផ្លាកអំណោយរបស់សម្ដេចតាជួណាឃើញផ្លាកអំណោយហ្នឹងគឺគាត់តែធ្វើទេគាត់តែធ្វើហ្នឹងបាទបងស្រីគាត់តែធ្វើតែផ្ទាល់ដៃគាត់មិនមែនចៅសង្កាត់អ្នកធ្វើណាមិនមែនក្រុមចៅសង្កាត់មុនអ្នកធ្វើណាបាទមើលអ្នកធ្វើហ៎ពណ៌ខៀវហ្នឹងគាត់តែធ្វើការពារអាដីរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគ្រូឡានទៅជ្រុលចូលផ្ទះគាត់ណាបាទហើយថាបាំងកន្លែងហ្នឹងតិចទៀតហ្នឹងឥឡូវផ្លាកហ្នឹងគាត់ថាគាត់នឹងលើកយកប្រដាក់ខាងមុខបាទដើម្បីឲ្យឃើញផ្លាកខាងច្បាស់បាទគាត់មានដំណងចឹងទៀតហើយទៅចង់បានដីរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងលោកចៅសង្កាត់ទៅវាថាយើងរៀបចំឲ្យមានសុខភាពយើងជឿថាធ្វើដើម្បីប្រជាជនហើយប៉ុន្តែបើឲ្យប្រជាជនទឹកភ្នែកចឹងលោកធ្វើទៅអីបាទបាទបើលោកធ្វើឲ្យប្រជាជនកើតទុកមិនសុខចិត្តប្រជាជនពិបាកចឹងលោកគួរតែផ្អាកទៅបាទប្រជាជនឲ្យដីប៉ុណ្ណាធ្វើសួនលោកយកប៉ុណ្ណាបាទសំបីប្រិយមិត្តយើងក៏ចូលខមមិននៅក្នុងការទេសនានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងដែរមិនចឹងអីសំអានខមមិនលោកកាតុងតិចបាទដីខ្មែរនៅសល់ច្រើនណាស់បើប៉ះពាល់ដីពលរដ្ឋគួរតែដោះដូរជូនគាត់ទៅព្រោះមិនមែនជាដីម៉ែឪអស់លោកអាញាធរទេបាទត្រឹមត្រូវអរគុណលោកកតំបាទបាទដែលគាត់បានខមមិនមកគាត់យល់ពីបញ្ហានេះច្រើនបាទគាត់សនុំពោឲ្យដកស្រង់ប្រសាសន៍សម្ដេចតាជូមកប្រយ័ត្នទេប្រសាសន៍បងសម្ដេចតាជូមានទេឬក៏បងប្អូនប្រិយជនណាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះសូមឲ្យរកជួយខមមិននៅក្នុងការផ្សាយតររបស់យើងដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដើម្បីឲ្យជ្រាបឲ្យមន្ត្រីដាក់លើដឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមកដឹងថាច្បាយខណ្ឌគាត់ដឹងឬមិនដឹងទេបាទគាត់បានរត់ទៅប្តឹងនៅសាលាខណ្ឌដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនោះលោកអាបាខណ្ឌគាត់អត់នៅតបាទជួឧបមាថាសាលាខណ្ឌដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ជឿមិនដឹងតែយើងគួរទៅកន្លែងណាជាមកទេនេះចឹងគាត់លើគាត់មានតែសំណពោតាមរយៈទូទូ TNM គាត់ថាសូមឲ្យ TNM ជួយផ្សាយទៅដល់លឺសម្ដេចផងបាទអញ្ចឹងបើប្រសាសន៍សម្ដេចទៅជួងកាលពីកន្លងទៅនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះសូមចែកទេមានឆែកមើលមានទេមានទេសូមចាក់ទីមើលបាទសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ប្រសាសន៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាសម្ដេចមាសជាសម្ដេចមាសបាទសូមអញ្ជើញបាទដាំដុះនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបាននិយាយរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះនោះបើក្នុងគណៈបកខ្ញុំបាននិយាយថាដីនឹងដីម៉ែលោកឯងហីបានប្រកាច់ខំទុកទៅអីមិនចែកឲ្យវិជ្ជាជនទៅអានោះនិយាយប្រពុតយើងវាដូចជាហួសស្រឡាញ់ដីហួសដីម៉ែលោកឯងហីស្អីមិនក៏មិនចែកឲ្យវិជ្ជាជនទៅអាប្រមាណដូចជា1000ហិកតាមុនដល់សួរទៅអានឹងដីណាថាដីគាត់ទៅទន្ទ្រានគាត់ទៅកាប់ហើយដីហើយចុះណាណាគេធ្វើអីហ្នឹងថាអត់តន់ធ្វើអីទេហើយចុះមកវល់ឲ្យគាត់ទៅឥឡូវវល់ឲ្យគាត់ទៅហួយទៅហើយបានទៅណាណាបានទៅប្រជាជនយើងតាណានយោបាយដីធ្លីយើងផ្ដល់ឱកាសធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់យើងហាក់ដូចជាស្ដាប់មិនបានយល់គ្នាមិនបានណាខ្ញុំសូមដាស់តឿនសារជាថ្មីម្ដងទៀតចេញពីខេត្តណាខេត្តនំត្រូវទទួលក៏ទៅ
ដាំដុះនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបាននិយាយរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះនោះបើក្នុងគណៈបកខ្ញុំបាននិយាយថាដីហ្នឹងដីម៉ែលោកឯងហីបានប្រកាច់ខំទុកទៅអីមិនចែកឲ្យវិជ្ជាជនទៅណាអានឹងនិយាយប្រពត្តយើងវាដូចជាហួសស្រឡាញ់ដីហួសដីម៉ែលោកឯងហីស្អីមិនកុំចែកឲ្យវិជ្ជាជនទៅអាប្រហែលដូចជា1000ហិកតាមុនដល់សួរទៅអានឹងដីណាថាដីគាត់ទៅទន្ទ្រានគាត់ទៅកាប់ហើយដីហើយចុះណាណាគេធ្វើអីណាថាអត់តាន់ធ្វើអីទេហើយចុះមកវល់ឲ្យគាត់ទៅឥឡូវវល់ឲ្យនេះគឺជាប្រសាសន៍ដ៏មានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺថាបីដូចសំដីមាសបាទបាទហើយជួនប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបថាស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតបើខ្ញុំស្ដាប់ហើយចង់ថាស្ដាប់ទៀតយើងអាចនិយាយមួយបែបបានថាសម្លេងក៏ប៉ុន្តែអង្រួនបេះដូងឲ្យមានអារម្មណ៍អណ្ដែតអណ្ដូងបាទហើយដល់ពេលប្រសាសន៍របស់សម្ដេចក៏ជាសម្លេងមាសដែរប៉ុន្តែមានអត្តន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោក៏គាត់រំលឹកដែរគាត់ថាមន្ត្រីនឹងដូចជាមិនយល់មិនស្ដាប់មិនឮអ្វីដែរប្រសាទៅជួគាត់និយាយបាទទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យលោកជីតាតាមដានរឿងហ្នឹងទៀតតទៅទៀតដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ជូនរឿងហ្នឹងខ្ញុំបន្តតាមដានឥឡូវមានពីខាងលោកចៅសកាត់ឆាថាគាត់បានលក់ប្រែកលក់បងបាទបងបាទអីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតាមដានរឿងនេះព្រោះប្រជាជនបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាលោកចៅសកាត់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានលក់ទាំងប្រែកលក់ទាំងចំណីទលេលក់ទាំងបឹងណែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតាមដានរឿងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទិញចំណីទលេសខុសខុសបាទខុសត្មងទិញបឹងក៏ខុសទិញអាបន្លែក៏ខុសឥឡូវគាត់ចាក់យកគាត់ចាក់លុបបន្លែយកទៅផ្លូវបាទដើម្បីចូលទៅដីគាត់នៅប្រជាជននិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងតាមដានរឿងហ្នឹងហើយប្រសាទរបស់សម្ដេចឯកជោមិញខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចទេព្រោះថាថ្ងៃសម្ដេចអញ្ជើញទៅខេត្តកសិណុបាទគឺសម្ដេចបានមានប្រសាទឲ្យអភិក្រមរបស់គាត់គឺមាន5បាទពីមុនគាត់ប្រើតែអភិក្រម4ទេបាទឥឡូវបន្តែឥឡូវគាត់ចង់ក្រោយគាត់ថែមមួយទៀតគាត់ថាដំណាក់កាលវះកាត់បាទវះកាត់បាទអញ្ចឹងគាត់ថាក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះគាត់ជាប់ឆ្នោតគឺរដ្ឋមន្ត្រីអសកម្មគឺគាត់អត់លែងឲ្យយកមកធ្វើហើយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអសកម្មអញ្ចឹងបូកទាំងច្បាប់ខេត្តផងដែរបាទបាទលោកជាតារដ្ឋមន្ត្រីសរុបទាំងអស់ប្រហែលយើងក្រសួងយើងមានប្រហែលដូចមួយប្រភេទប្រហែលក្រសួងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា30ដូចតាខ្ញុំដូចចាំមិនច្បាស់ដែរទេក្រសួងក៏លោកបងប្អូនប្រិយមិត្តបានតាមដានទស្សនាជួយផ្ដល់ជាព័ត៌មានខ្លះមើលថារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានប្រហែលតាមមានប្រមាណសួងគឺរដ្ឋមន្ត្រីមានប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះសូមឲ្យលោកតាធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងអៃដាមជាសវារាទៀតល្អណាស់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីមិនចឹងរឿងដីធ្លីនេះខ្ញុំបានដាក់កម្មវិធីសូមជួបអៃដាមជាសវារាដែរបាទប៉ុន្តែដោយសារជំនួយការរបស់គាត់នោះប្រហែលជាគាត់មិនយកលិខិតរបស់ខ្ញុំទៅជួបឬក៏ទៅឆ្លងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគេពជាពេលខ្ញុំរហូតខ្ញុំសូមជួបគាត់តាំងពីខែ3ហ៎ខែ3បាទហើយលើខែ4ហើយបាទអត់បានជួបទៀតថាកម្មវិធីអាដាមគាត់ជាប់រវល់ខ្ញុំចង់ជម្រាបគាត់ពីបញ្ហាដីធ្លីដែលមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងទៅធ្វើបាបរាសទេបាទបាទអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតឥឡូវនេះសម្ដេចបានផ្ដាំផ្ញើទៅអាដាមជាសភារាហើយថាមេតាដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យបានលឿនជួបជាពលរដ្ឋជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់រងបាទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក៏រងបញ្ចប់ហើយក៏រងបាទចប់ហើយបញ្ចប់គាត់ថាធ្វើឲ្យចប់អបអបសាទរហ្នឹងហើយចឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចបានដកកោះជាច្រើនពីឈ្មោះពីអ្នកវិនិយោគដែលគ្រាន់តែចង់បានកោះថាយកទៅវិនិយោគតាមពិតយកទៅលក់បានកោះហើយយកទៅលក់ទេទៅលក់ទៀតបាទលក់យកទៅលក់បានសៅបាទចឹងសម្ដេចដកអ្វីអស់ហើយមិនថាធ្វើនំអត់សៅទេហើយគាត់ចំណាយមួយសៅដែរបើចំណាយតិចបើមកដល់កោះហ្នឹងគាត់លក់កន្លះលានបាទគាត់ទិញទៅគាត់លក់2លានកន្លះវិញទៅបាទឥឡូវសម្ដេចថាគាត់ដកឥឡូវគាត់ដកហើយគាត់មិនចាំតែដកទេគាត់ស៊ីដាច់លុយកក់ទៀតសម្រាប់គាត់ស៊ីដាច់លុយកក់ទៀតកោះតែប្រមាណដែលថាអ្នកកោះដាច់អស់ទេនឹងកោះដាច់គេអ្នកវិនិយោគផ្សេងអញ្ចឹងបន្តែសម្ដេចគាត់ថាមិនចាំតែដកយកកោះនេះបើអត់វិនិយោគអញ្ចឹងគាត់ដកយកកោះហើយគ
គាត់ស៊ីដាច់លុយកក់ទៀតអត់ឲ្យលុយកក់វិញទេអស់ហើយអត់មានលឿងហេតុផលតាមចុកខាតចេះខាតចុះអត់ទេអត់ទេម្ដេចក៏បានហាមតែខាតហើយអត់មានតបាយអត់មានតបាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណរឿងរបស់លោកអ្នកសេគ្រូបង្រៀនអំបញ្ញមិននេះរឿងនេះដូចកំសត់ណាស់ហើយអញ្ចឹងលោកចៅសកាត់ព្រែកព្រែកថ្មីបាទបើសិនជាអាចអនុគ្រោះបានអនុគ្រោះគាត់ទៅព្រោះដីដីចំណីផ្លូវរបស់គាត់ទេបាទគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់ទៅរស់នៅនឹងប្រហែលជាលោកអត់ទាន់កើតផងបាទបាទអញ្ចឹងលោកអាចកើតហើយគាត់តែលោកនៅក្មេងនៅក្មេងបាទហើយទៅតាមនេះផ្លូវកស៊ូអត់ទាន់មានផ្លូវបេតុងទេគឺផ្លូវដីលំនឹងឡើយអញ្ចឹងចំពោះជ្រូកកាលសម័យនៅដីលំមានឡានដល់បុកតាមម៉ូតូទៅអត់មានផងហ្នឹងបាទដល់ស្រីគាត់ទៅបោះគាត់គ្រប់គ្រងយូរហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅជាពរដ្ឋហើយលោកជាអាណាព្យាបាលបោះជាពរដ្ឋហើយលោកជាអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍតែខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយបាទប៉ុន្តែដីប្រជាជនឲ្យប្រមាណធ្វើសួនធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅបាទយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសួនហ្នឹងបាទយើងធ្វើសួនហ្នឹងពីមុខចំផ្លាករបស់សម្ដេចហ្មងបាទអញ្ចឹងបាទវាស្អាតហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទកុំចង់បានមកក្រោយទៀតបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណហើយខ្ញុំនឹងតាមដានរឿងដែលលោកចៅសង្កាត់ថាលក់ប្រែកលក់ចំណីតលេលក់បឹងអីហ្នឹងខ្ញុំនឹងតាមដានទៅពេលក្រោយបាទហើយនឹងខ្ញុំនឹងនាំព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានជ្រាបបាទហើយខ្ញុំសូមស្លេះព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះហើយ